Thưa quý vị, Tiêu Chiến đã chính thức tuyên bố đóng vai nam chính trong phim Anh Hùng Xạ Điêu bản điện ảnh, tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của Kim Dung. Đạo diễn Từ Khắc, nữ chính là nữ diễn viên Trang Đại Phi. Bộ phim Anh Hùng Xạ Điêu của đạo diễn Từ Khắc đã tung poster hôm nay. Nguyên tác đã mang đến cho nền võ thuật Trung Hoa một thế giới kiếm hiệp kỳ ảo. Tân Hoa Xã và tài khoản chính thức của phim điện ảnh Trung Quốc đều đăng bài về bộ phim mới của Tiêu Chiến. Bộ phim mới của Tiêu Chiến cũng lên trang chính số 1 của tìm kiếm nóng. Tin tức rất nóng và mọi người đều yêu thích tác phẩm này. Câu chuyện này có nhiều phiên bản và nó đã trở thành ký ức của nhiều người. Đạo diễn mà Tiêu Chiến hợp tác trong bộ phim, đạo diễn Từ Khắc là một đạo diễn nổi tiếng của Hồng Kông, người đã đạo diễn rất nhiều bộ phim nổi tiếng và giành được nhiều giải thưởng. Anh Hùng Xạ Điêu sẽ là tác phẩm kỷ niệm 100 năm của nhà văn Kim Dung. Dưới thời nhà Tống, các bậc thầy của các môn phái võ thuật khác nhau ở đồng bằng trung tâm sẽ chiến đấu với quân Mông Cổ. Quách Tĩnh do Tiêu Chiến thủ vai là đại diện của các cao thủ hào hiệp quy tụ. Diễn viên nổi tiếng Thành Long sẽ tham gia vai khách mời và anh ấy sẽ đóng vai Hồng Thất Công. Ngoài ra, dàn diễn viên gồm những siêu sao bom tấn, các diễn viên đình đám bao gồm diễn viên Lương Triều Vĩ, Trương Bá Chi, Huệ Anh Hồng, Lý Uyển Đát. Đây là dàn diễn viên cực phẩm nền điện ảnh. Tiêu Chiến sẽ là nam chính trong một dự án gồm những tiền bối rất nổi tiếng. Anh Hùng Xạ Điêu là phần đầu tiên trong loạt phim võ hiệp Thần Điêu Đại Hiệp của Kim Dung và cũng là kiệt tác của Kim Dung. Kể từ khi nó được xuất bản, nó đã trở thành tác phẩm võ hiệp thịnh hành và được độc giả yêu thích nhất. Tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung phổ biến hơn nửa thế kỷ nay đã trở thành ký ức chung của bao thế hệ với những nhân vật sống động và những tính cách khác nhau. Bộ phim sẽ được quay ở chế độ 3D tốt nhất, kết hợp giữa cảnh thực và trường quay, tạo ra một thế giới võ thuật vừa giả tưởng vừa thực tế. Đội ngũ hậu kỳ là nhóm đã làm hậu kỳ cho phim điện ảnh Kiếm Phi Long Môn và Hồ Trường Tân. Cả hai đều đã giành được nhiều giải thưởng Viện Hàn Lâm. Vào ngày 27 tháng 5, Tiêu Chiến sẽ đến Thanh Đảo để huấn luyện cưỡi ngựa và bắn cung. Khoảng 3 tuần nữa, anh ấy sẽ di chuyển đến Ngân Xuyên để bắt đầu quay. Giáo viên võ thuật được đồn đại là Viên Hòa Bình. Ông là một đạo diễn, diễn viên, người chỉ đạo võ thuật của điện ảnh Hồng Kông, người từng đoạt giải Oscar. Các chuyển thể của nguyên tác đã được thực hiện từ năm 1976. Nhân vật Quách Tĩnh đã gắn liền với những huyền thoại như thần tượng Hồng Kông Huỳnh Tông Trạch trong bản chuyển thể truyền hình nổi tiếng năm 1983. Hay diễn viên Trương Học Hữu trong bản chuyển thể truyền hình đặc sắc năm 1994 và nam diễn viên Hồ Ca trong bản chuyển thể truyền hình đại lục năm 2008. Đây là cơ hội để ghi dấu ấn của Tiêu Chiến trên một tác phẩm kinh điển.